Xin chào các bạn, mình là cô bé làm neo đây Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người 8 cách hút mắt mèo nâm châm mà không phải ai cũng biết nhé Mọi người có thể sơn bất cứ màu nền nào mà mọi người thích Ở đây thì mình dùng màu đen nhé Trên thanh nâm châm thì chúng ta sẽ có một mặt hút và một mặt đẩy nhé Đây là mặt hút này mọi người Mà to là hút này, còn hai bên là mặt đẩy này Mình sẽ tháo ra để dùng cho dễ nha mọi người mọi người đẩy này đẩy hát về giữa cho mình này đó nó đang chạy đấy mọi người ơi đây nhá mình đẩy này nó đang chạy này chạy về giữa này mình sẽ cái kiểu nào đầu tiên này thì mình sẽ đẩy hết về giữa này kiểu này mọi người làm rất là nhiều làm trên màu thạch xinh lắm ấy khách nhà mình order quá trời luôn còn đây là kiểu thứ hai này kiểu này thì mình thấy là đã có từ khoảng 4 năm năm trước rồi từ khi mà mát mèo nâm châm mới được ra đời thì mọi người sử dụng đầu tiên chính là cái kiểu hơi chéo này Kiểu thứ ba nhé mọi người cứ sơn màu nền dưới cho mình sau đó phủ một lớp mắt mèo lên này. Chúng ta không sơn mỏng quá nhé. Trên thanh năm châm này thì có một cái đầu nhỏ hơn. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái đầu nhỏ đấy để đẩy nhé mọi người. Đẩy hơi yếu mọi người ơi Tại vì nó nhỏ ấy mà chiếc móng của mình thì to. Sau đó mình đặt ở giữa này, giữ tầm khoảng 1 đến 2 giây nhé. Mình sẽ tạo được một cái vòng tròn ở giữa này. Mọi người thấy không mình có chạy nó lên trên một tí này. Ok. Điều chỉnh theo ý mà mọi người mong muốn nhé. Đây thì mình thích cái hình như thế này và mình để như thế này luôn Tiếp theo là kiểu hơ mắt mèo năm châm thứ tư Mình cũng sơn màu nền ở bên dưới à, Mọi người chú ý không sơn mỏng quá và cũng không sơn dày quá nhá. Trước khi tạo kiểu cho nó thì mình luôn đẩy sáng hết về giữa Để cho cái móng của mình bừng sáng lên trước đã Sau đó mình sẽ làm ombre cho Uh, chiếc móng của mình này mình dùng mặt đẩy này đẩy hết phần nhũ cho chạy lên trên này và tạo cho nó những hạt nhũ nhỏ chạy dần xuống dưới tạo thành hiệu ứng ombre đây nhá mọi người nhìn ở bên ngoài đẹp hơn nhiều tại vì ở đây có bóng đèn ấy đó uh, bây giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng ombre ngược lại nhá bởi vì cũng có những người khách hàng họ thích kiểu thế này thế kia thế cho nên là bây giờ mình sẽ làm om xuống bên dưới này ai mà thích kiểu nào thì mình cũng chiều luôn đó mình hơi sáng trước sau đó mình sẽ đặt cái thanh nam châm lên trên này và mình sẽ đẩy dần xuống dưới này đẩy đến khi nào mà được một nửa là nhũ một nửa là màu đen thế là ok rồi tiếp theo giới thiệu với mọi người một kiểu mắt mèo nam châm đang rất là hot hit bây giờ kiểu thứ năm nhá mọi người đây chính là bán nguyệt mọi người ạ sau khi các hạt mắt mèo đã sáng hết về giữa rồi mình đẩy cái thanh nam châm từ phía bên trên đẩy xuống này mọi người để cho nó chạy về một góc nhá À, chạy về một góc này mọi người Mọi người làm theo mình nhá Lần 1 chưa được thì lần 2, lần 3 chắc chắn sẽ được nha Tiếp theo mình đổi sang kiểu thứ 6 này à, Mình đẩy hết xung quanh cho hắt sáng lên trước Ok Để thực hiện được kiểu thứ 6 này Thì mình sẽ nối hai thanh nâm châm này vào với nhau nhé mọi người đó à, Mọi người lấy thêm một chiếc nâm châm nữa Sau đó mình sẽ nối uh, hai đầu vào với nhau cứ hai đầu hút nhau là được mọi người ạ. Mình dùng cái thanh nam châm này rất là lâu rồi nó hơi cũ một chút nhưng mà hút rất là tốt mọi người ạ. Sau đó mọi người đặt chéo này giữ cho mình một đến hai giây nhá. Ok chưa? Sinh không nè mọi người ơi. Đó rất là nhanh mà dễ làm lắm mọi người ạ. Bây giờ đổi sang kiểu thứ bảy nha. Chúng ta cũng sơn màu nền sau đó chải mắt mèo lên này sơn màu nền xong thì mình cũng dùng cái thanh nam châm mình đẩy xung quanh để cho sáng lên đã nhé sáng lên xong thì mình lại nối vào và mình tiếp tục đó mình sẽ đẩy này đẩy cho sáng hết về giữa đã ok sáng hết xung quanh nguồn này bây giờ mình tiếp tục nối hai thanh nam châm vào với nhau nhé mọi người cứ thấy hai đầu nào nối với nhau được là mình nối thôi bây giờ mình sẽ cho vào hơ này, mình sẽ không đặt nó, đặt dựng lên nữa mà mình đặt nằm ra nhé mọi người ơi, đó một đến hai giây thôi nó tạo ra được hiệu ứng sinh không, à, kiểu cuối cùng là kiểu thứ 8 nhé mọi người ơi, à, mình cũng sơn màu nền này, sau đó hắt sáng ở xung quanh lên này, bây giờ chúng ta tách hai thanh năm châm ra, mình chỉnh máy quay một chút đó mình để cho hai cái thanh nam châm nó đẩy nhau nhá đừng để nó hút nhau nữa mọi người ơi để nó, cho nó đẩy nhau này nếu như mà ngược chiều thì mình lại đổi lại đó mình vừa đẩy nhầm đấy bây giờ nó mới đẩy nhau này đẩy nhau thì nó mới có thể tạo được thành cái hiệu ứng như thế này nhá mọi người đó ok là xong rồi này mọi người ơi à, chúc các bạn thành công nhá